thương quá Sài Gòn ơi Thư kêu gọi của Đức cha Du Sê Nguyễn Trí Linh Chủ tịch Hội đồng Giám mục gửi đồng bào công giáo Việt Nam Tòa Giám mục Huế Ngày 9 tháng 7 năm 2021 Kính thưa quý Đức Hồng Y Quý Đức cha và mọi thành phần dân chúa Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành ổ dịch lớn nhất nước Với hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 16, đặt thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng giãn cách toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Phải quyết liệt như thế, may ra có thể kìm hãm được phần nào thảm họa đang hung hãn lan tràn. Nhưng đây lại là một tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lượng. Chưa bao giờ, kể cả thời chiến tranh, thành phố đã trải qua những ngày thử thách bức bách như hôm nay. Muôn vàn thảm kịch đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng. Lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sĩ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang. Thành phố đã từng mệnh danh là hòn ngọc Biển Đông, là đầu tàu kinh tế, đang lâm nguy đang thiếu nhân sự đang thiếu gạo thiếu rau thiếu tiền thiếu thuốc và thiếu cả tương lai hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số trà đá hàng rong taxi xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm biên chế hoặc đóng cửa anh chị em hãy nhớ lại. Chính người dân Sài Gòn hôm nay đang khốn khó, đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó lâm cơn hoạn nạn. Các tỉnh miền Trung qua trận bão lũ năm 2020 vẫn còn ghi lại dấu chân người Sài Gòn khắp hang cùng ngõ hẻm. Trái tim Việt Nam lúc nào cũng thì thào, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhiều điều phủ lấy giá gương người trong một nước hãy thương nhau cùng lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều hơn bao giờ hết tôi kêu gọi đồng bào trong nước hãy hướng nhìn về thành phố đáng yêu này nơi đã từng là trung tâm tình thương trước khi trở thành ổ dịch tôi kêu gọi bà con hải ngoại hãy nhớ đến khung trời kỷ niệm đã một thời vang vọng câu hát sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi Tôi kêu gọi tín hữu công giáo, mọi thành phần dân chúa, các giáo phận, dòng tu, giáo sứ, tổ chức từ thiện, bác ái, caritas, đoàn thể, ngành giới, nhóm thần hiếu, hãy coi đây là cơ hội thực thi bác ái theo lời Chúa dạy. Tôi kêu gọi các tổ chức truyền thông và cộng đồng mạng hãy mau mắn truyền tải thông tin này đến mọi địa chỉ quen biết. Hãy khẩn cấp ra tay, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy đông nỗi. Chúng ta hãy im lặng để nghe lại lời vàng ngọc này của Chúa Giêsu. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không. Matthew, chương 10, câu 8 b Một cách cụ thể, mỗi giáo phận hoặc mỗi cùng cộng đoàn đặc biệt là các cấp Caritas. Hãy khẩn trương lập một đường dây nóng, một địa chỉ để tập trung phẩm vật và tiền cứu trợ trong khu vực. Các nhu yếu phẩm Sài Gòn đang cần là rau quả, nông phẩm lương khô, thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, nước kháng khuẩn, máy thở, bình oxy, bộ xét nghiệm nhanh. Ngoài lương thực, đồng bào thành phố cũng đang cần hỗ trợ tài tránh cho người nghèo, vô gia cư, vỉa hè, khám chữa bệnh, vân vân tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp nhận hàng cứu trợ là Văn phòng Hội đồng Giám mục tại số 72, xoẹt 12, Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3. Xin liên hệ với Linh Mục Du Xê, Đào Nguyên Vũ qua đường dây nóng số 0904 241160. Sau khi nhận, văn phòng này sẽ chịu trách nhiệm phân phối hàng và tiền đến với các tỉnh. Văn phòng cũng sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để giúp làm thủ tục vận chuyển hàng hóa vào thành phố. Tài khoản Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam theo Việt Nam Đồng số 0602 58 31 47 89 theo đô la Mỹ số 0602 58 31 7699 Ngân hàng Sạc Còn Bạch chi nhánh Gò Vấp không biết khủng hoảng hiện nay sẽ kéo dài bao lâu, sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng đối với tín hiếu kỳ tổ, đây là một dấu chỉ thời đại đòi chúng ta phải thức tỉnh để nhận ra thánh ý thiền chúa. Đại dịch tàn phá, nhưng chúng ta, cùng với đồng bào Việt Nam khắp nơi, trong nước cũng như hải ngoại, sẽ xây dựng một thành phố mới và một hệ thống xa lộ mới bằng vật liệu tình thương. Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ thị lấy năm 2021 làm năm tôn vinh Thánh Du Chúng ta cầu nguyện cho vị cha chung của chúng ta đang tính dưỡng tại bệnh viện Gemelli sau phẫu thuật đại tràng sớm bình phục. Nhất là cùng với Ngài, chúng ta phó thác nhân loại và dân tộc vào đôi tay phù trợ của Thánh Cả Du Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi cầu chúc mọi người được bằng an vượt qua đại dịch thân ái và trân trọng kính chào. Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Du Sê Nguyễn Trí Linh đã ký và đóng dấu.